Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin thân ái gửi lời chào mừng đến toàn thể quý mài chị em, quý con cây Chúa ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được ở trong nhà của Chúa và được thờ phượng Chúa ở trong buổi chiều nay. Và chúng ta cũng, giờ phút này chúng ta sẽ cùng đến với lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta và đem chúng ta qua một nước sáng láng lạ lùng. Và trong nước sáng láng lạ lùng của Chúa thì chúng ta được cứu chuộc và chúng ta được giải phóng ra khỏi tất cả những sự rủa xả. Đời sống của chúng ta được chuyển sang một trang sử mới và chúng ta không còn ở dưới quyền lực và bóng tối của ma quỷ nữa. Cảm ơn Chúa. Có một cái sự thật mà chúng ta đang sống ở thế gian ngày hôm nay, đó là chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà Chúa đời này là ma quỷ đang làm mù mắt tấm lòng của rất là nhiều con người không tin Chúa. Và người thế gian không tin Chúa, họ ở dưới cái sự cai trị của ma quỷ. Theo như lời của Chúa nói rằng là cả thế gian này đều phục dưới quyền của ma quỷ. Vậy thì ma quỷ nó cai trị ở trên thế gian này và nó khống chế những con người không tin Chúa và thuộc về nó. Và khi một người họ bị hư mất và họ không nhìn thấy sự cứu rỗi của Chúa thì họ có thể nhờ cậy vào trong những cái sức mạnh hoặc là cái quyền lực của ma quỷ. Cụ thể hơn đó là họ có thể nhờ cậy vào trong những bùa chú, tà thuật, bùa phép, phù thủy của ma quỷ để có thể đạt được những mục đích của mình mong muốn. Buổi chiều nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một sứ điệp, đó là hóa giải bùa chú theo Kinh Thánh. Thưa quý mài chị em, khi chúng ta nói về bùa chú thì chúng ta biết rằng đây là một tên gọi chung của các loại vật dụng thông thường là giấy có viết các ký tự như chữ Hán hoặc là các hình vẽ. Chúng được các thầy trừ tà, phù thủy tạo ra với mục đích tốt, đó là trấn yểm, trừ tà, hoặc là với mục đích xấu làm hại người khác. Sự nguyền rủa đó là mong muốn những điều xấu xảy đến cho một ai đó hoặc là điều gì đó. Nhưng mà ngược lại, sự chúc phước lại là sự mong muốn như điều tốt đẹp xảy đến trên một ai đó hoặc một điều gì đó. Vậy thì khi chúng ta nói về bùa chú thì chúng ta liên hệ đến sự rủa xả hoặc là lời nguyền rủa, bởi vì bùa chú thường dùng để hại người khác. Nhưng mà nói như vậy cũng chưa chính xác quý mài chị em. Ở trong giới tà thuật bùa chú thì nó có hai loại, đó là loại ếm người khác, làm hại người khác, và loại thứ hai đó là để bảo vệ mình và phòng thân, để mình không bị người khác hại hoặc là không bị người khác tấn công cho đời sống của mình. Nhưng mà trong cái nhìn của Kinh Thánh quý mài chị em, thì chúng ta biết rằng là tất cả mọi bùa chú và tà thuật thì Đức Chúa Trời Ngài không cho phép con dân của Chúa chạm đến hoặc là sử dụng đến. Bởi vì ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 18, câu số 10 cho đến câu số 14, lời của Chúa đã nói rõ ràng thế này: ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm cái việc ấy. Và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Thưa quý mài chị em, ở đây phần đoạn thánh này cho chúng ta thấy được là đường lối của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa khi họ vào trong xứ, đó là họ không được phép tập những cái phong tục tập quán thờ cúng mê tín dị đoan và tà thuật của dân Canaan đã từng sống ở trước đó. Tại sao mà Chúa lại không cho phép dân của Chúa tập theo những cái thói quen tà thuật này? Chúa Ngài nói ở trong câu số 13-14 cho chúng ta thấy được, đó là vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Vì cớ dân Canaan họ đã làm tà thuật, họ nghe theo tà thuật và bói khoa, cho nên là Chúa Ngài phó dân đó vào trong tay dân Israel để mà tiêu diệt đi. Chúng ta biết rằng là khi một dân tộc, một đất nước mà nhờ cậy vào bùa chú, tà thuật, phù thủy, mê tín dị đoan, đất nước đó sẽ không thể nào được phước và không thể nào phát triển được. Quyên mài xem, ở trong lịch sử của chúng ta, người Việt Nam chúng ta biết được rằng là từ cái khu vực miền Trung, từ Đà Nẵng trở vào trong miền Nam này đó quý vị, thì cách đây nhiều trăm năm về trước,
cái mảnh đất này thuộc về người Champa. Và người Champa họ đi đâu thì họ cũng làm những cái hình tượng, những cái thờ cúng, những cái linh vật, những cái linh ga đó quý vị. Tức là những cái hình tượng của dương vật và âm vật của người nam và người nữ. Họ thờ lại những cái điều gớm ghiếc như vậy đó. Cho nên là Đức Chúa Trời Ngài đã phó dân đó vào trong tay người Việt chúng ta. Và họ đã bị tiêu diệt mất, gần như là bị tiêu diệt hoàn toàn. Và trong lịch sử của nhân loại chúng ta thấy được có nhiều dân tộc họ đã phạm tội với Đức Chúa Trời và họ đã thờ cúng hình tượng, làm theo tà thuật bói khoa bùa chú. Thì những dân tộc đó đều là những dân tộc thiểu số hoặc là họ bị tiêu diệt mất. Cho nên lời của Đức Chúa Trời luôn luôn đúng ở trong mọi hoàn cảnh và trong mọi thời kỳ. Cho nên là con cái Chúa ngày hôm nay, quý mài chị em ơi, đứng trước lời của Chúa, chúng ta hãy thành thật với Chúa rằng con chỉ nhờ cậy Chúa mà thôi, chứ con không nhờ cậy nơi bùa chú hoặc là tin vào trong tà thuật bói khoa, thậm chí là tử vi và cũng như là những cái loại bùa chú mà có thể ma quỷ nó sẽ lừa dối nhiều người rằng là nếu có bùa đó thì làm ăn mới được. Không phải chỉ dân tộc ở miền cao hoặc là ở miền sâu miền xa người ta mới sử dụng bùa chú quý mài chị em, nhưng mà ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay ở giữa thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, vẫn có nhiều người họ sử dụng tà thuật bằng cách đó là họ mua bùa, mua ngải cho công ăn việc làm của họ, cho cái công ty, cho nhà xưởng, cho xí nghiệp của họ, hoặc là cho chính cái chức vụ của họ. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về cách làm thế nào để chúng ta hóa giải bùa chú. Về phía chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có bao giờ bị ếm chú hoặc là bị bùa chú của người ngoại không có Chúa họ ếm vào trong đời sống của chúng ta hay không? Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Bởi vì có một cái quan điểm cho rằng là Cơ Đốc nhân tin Chúa rồi thì họ không cần phải quá lo lắng về những lời nguyền rủa, những rủa xả và những cái cuộc tấn công của ma quỷ như là bùa chú tà thuật vào trong đời sống của họ. Bởi vì ở trong Roma đoạn 8 câu 37 cho đến 38 chép rằng là không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời nữa. Và trong Giăng nhất đoạn 4 câu 4 chép rằng là đấng ở trong các con vĩ đại hơn những kẻ ở trong thế gian. Cái quan điểm thần học này cho rằng là con cái Chúa rồi là ma quỷ không thể nào đụng đến chúng ta hoặc là tấn công chúng ta được. Tôi amen với điều này quý mà cho em. Bởi vì tôi tin rằng là Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài là vua của các vua và Chúa của Chúa. Ngài là đấng cầm quyền ở trên trời cũng như ở dưới đất này quý mà cho em. Không ai có thể lớn hơn Ngài được bởi vì Ngài có danh trên hết mọi danh. Nhưng mà thực tế một điều chúng ta nhìn vào trong vòng con dân Chúa thì chúng ta thấy được có những con dân Chúa bị bùa chú ảnh hưởng. Vậy thì để giải quyết cho việc này chúng ta cần phải hiểu một cái nguyên tắc hoạt động của bùa chú ở trong thế giới thuộc linh đó quý vị. Thì để cái bùa đó nó hoạt động được hiệu quả thì bắt buộc cái người bị ếm bùa phải có một lỗi lầm hoặc là có một cái sự vi phạm nào đó ở trong luật pháp của Chúa hoặc là ở trong luật pháp của con người. Ở trong châm ngôn đoạn số 26 câu số 2, lời của Chúa chép thế này: như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liền đi, lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Vậy thì lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là những cái lời rủa xả vô cớ, tức là nó không có một cái lý do nào hợp pháp để ảnh hưởng trên cái người bị rủa xả, thì những cái lời rủa xả đó nó giống như cái con chim nó bay đi đây đó, hoặc là nó bay trên không trung và nó không thể đậu trên đời sống của chúng ta được. Nhưng nếu lời rủa xả có cớ thì sao? Tôi đã từng gặp những người trong trong những người mà họ biết được cái sự hoạt động của tà thuật bùa chú đó quý vị. Thì họ nói rằng là nếu một người mà bị ếm bùa thì không phải tự nhiên mà người đó bị ếm bùa đâu, nhưng mà người đó phải có một cái lỗi lầm nào đó thì cái bùa đó nó mới hoạt động được. Và tôi đã đi nhiều lần ở trên khu vực miền cao, ở Buôn Ma Thuột và cũng như ở nhiều nơi khác. Có những dân tộc họ sử dụng bùa ngải rất là nhiều quý bà cha. Và tôi đã cầu nguyện cho những người họ bị ếm bùa. Có một cặp vợ chồng nọ cũng đã tin Chúa rồi và vẫn đi nhóm mỗi chủ nhật ở trong hội thánh.
Hai vợ chồng này vẫn đi nhà thờ, vẫn thờ phượng Chúa trung tín hàng tuần. Nhưng mà dạ tôi không có tin rằng là Chúa Ngài có thể gọi chúng ta, phán với chúng ta trong thời giờ này qua điện thoại đó quý vị. Cho nên là quý vị cứ tắt điện thoại nhé. Dạ xin cảm ơn quý vị. Dạ có hai vợ chồng họ đã tin Chúa rồi, và họ vẫn đi nhóm trung tín hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà người chồng thì dường như là một người rất là vũ phu và hay đánh đập vợ của mình. Và mỗi khi anh này đánh vợ của mình thì anh ấy đánh rất là tàn ác và dã man. Và đánh là không có còn biết lý trí gì hết. Đánh xong thì vợ người bầm mình, bầm mẩy, sưng mình, thậm chí là đôi khi là xịt mất mũi nữa. Đánh rất là dã man quý vị. Nhưng mà khi mà anh này đánh xong thì không biết lý do tại sao mình đánh vợ. Tức là con người ảnh là hoàn toàn không kiểm soát được, và ảnh không nhớ được những gì anh đã làm hoặc là nói trong khi mà anh đánh vợ anh như vậy. Và người vợ nói với tôi: "Mục sư ơi, con mắt của chồng tôi khi mà đánh tôi đó, tôi nhìn tôi biết đó không phải là anh ấy, không phải là chồng của tôi, nhưng mà tôi nhìn con mắt của ảnh rất là dữ và là một con người hoàn toàn khác. Và tôi nghi rằng là anh này bị ếm bùa." Và tôi nói với người vợ rằng là: "Bây giờ đem chồng của chị tới đây, tôi sẽ cầu nguyện cho." Và khi mà hỏi ra thì thật sự là người chồng bị ếm bùa thật. Bởi vì cớ người ta ghen ghét anh ấy và người ta muốn chiếm đoạt tài sản của anh ấy, cho nên là ếm bùa để cho hai vợ chồng này không hạnh phúc với nhau. Và cảm ơn Chúa, sau khi tôi hướng dẫn cho người anh em này có sự ăn năn và xưng nhận ra đức tin của mình nơi Chúa, thì ngay lập tức người chồng được giải phóng quý mài cha. Người chồng được giải phóng hoàn toàn. Và sau khi được cầu nguyện xong thì tôi nói với hai vợ chồng này rằng là: "Bây giờ hai vợ chồng đã được giải phóng rồi, thì có một cái điều mà tôi căn dặn, đó là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta hãy nắm tay nhau cầu nguyện với nhau. Xin Chúa Ngài đến ban phước cho gia đình của mình. Bởi vì đây là hầu giải cứu. Giống như sau khi mình được mổ rồi thì mình cần phải được chăm sóc sau khi mổ. Thì cái việc mà vợ chồng chúng ta mỗi đêm chúng ta cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh thánh với nhau, điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được phước hạnh giải cứu của Chúa ở trong đời sống gia đình của mình." Tạ ơn Chúa. Sau đó phép lạ của Chúa xảy ra, thì hai vợ chồng họ đã thay đổi hoàn toàn quý mài cha. Trước đây hàng xóm ai cũng biết rằng là hai vợ chồng này cứ lâu lâu, cứ vài ba bữa đánh nhau. Thì bây giờ là hai vợ chồng thay đổi hoàn toàn, không còn đánh nhau nữa. Quỷ không còn ảnh hưởng trên người chồng nữa quý mài cha. Và khi mà tôi đến nơi tôi gặp hai vợ chồng, thấy hai vợ chồng họ nắm tay nhau vui vẻ, cùng đi ăn, cùng đi sinh hoạt ở trong hội thánh, tôi thấy rất là vui. Bởi vì cớ Chúa Ngài đang làm việc và đã làm việc trong gia đình của họ. Và đây là một trong những cái bằng chứng rất là rõ ràng rằng là con cái Chúa, nếu chúng ta không biết lẽ thật của Chúa, nếu chúng ta không được trang bị những cái vũ khí thuộc linh, và chúng ta không biết cách sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời để chúng ta chống nghịch lại với những cái quyền lực của bùa chú, bùa ngải ở trong đời sống của chúng ta, thì ma quỷ nó sẽ hợp pháp, nó ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Ở trong OC đoạn 4 câu 6 chép rằng là dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Nhiều người con cái Chúa ngày hôm nay chỉ biết đi nhà thờ giữ lễ và giữ đạo, chứ không có biết giữ lẽ thật quyền năng ở trong tâm lòng của mình. Họ không biết Đức Chúa Trời mà họ đang thờ phượng là đấng quyền năng thế nào, hoặc là không biết sử dụng những vũ khí quyền năng ở trong lời của Chúa làm sao. À, để nói về cái nguyên nhân mà bùa nó ảnh hưởng trên cái người chồng đó, tức là khi mà có sự tranh chấp đất đai qua lại thì cái người chồng đó cũng đã có lời qua tiếng lại với bên kia. Nếu giả sử người ta tranh chấp đất đai với chúng ta và chúng ta không nói cái gì hết, chúng ta cứ im lặng, chúng ta tha thứ, chúng ta bỏ qua, chúng ta không nói một tiếng nào hết, chúng ta chắc chắn sẽ không bị dính bùa. Nhưng nếu chúng ta chửi lại bên kia, chúng ta liếc, chúng ta dòm, chúng ta gọi là mình có cái sự phản ứng lại, thì lập tức chúng ta đang sai ở trước mặt Chúa. Bởi vì cớ Chúa Ngài dặn rằng chúng ta không được phép giận dữ, đúng không ạ? Ma quỷ nó có thể nhân cái cơn giận, nó sẽ áp chế trên chúng ta. Cho nên nói về nguyên nhân đối với quý vị, thì con người chúng ta xác thịt, nếu không có lời của Chúa, chúng ta sẽ rất là dễ mở cửa cho ma quỷ nó bước qua, nó bước vào qua những cái tội lỗi của chúng ta.
Một trong những cái điều khủng khiếp nhất mà ngày hôm nay bùa chú nó ảnh hưởng trên trên khu vực Buôn Ma Thuột, đó chính là bùa yêu. Có bao giờ quý vị đã nghe cái bùa yêu chưa? Dạ. Tức là có nhiều cặp vợ chồng á, họ bây giờ đang sống với nhau và họ cũng đi thờ phượng Chúa với nhau, nhưng mà trong gia đình thì lại có nhiều cái lộn xộn lục đục. Hai vợ chồng dù rằng là đã có hai ba con rồi nhưng mà họ vẫn không thể hòa hợp được với nhau. Và trong sự thương xót của Chúa, tôi khám phá ra được một cái nguyên nhân khiến cho nhiều cặp gia đình vẫn chưa được giải phóng ra khỏi những cái sự ảnh hưởng của ma quỷ. Đó là bởi vì cớ người chồng hoặc là người vợ bị ếm bùa. Vừa rồi tôi ngồi trong một cái nơi khoảng chừng tầm mười mấy, 20 người. Chú bày tỏ với tôi rằng là ở đây có những người bị ếm bùa, cho nên là gia đình của quý vị, hôn nhân quý vị không được phước. Hai vợ chồng hụt hạt với nhau chứ mày chó với mèo, không thể hợp được với nhau. Tôi nói cụ thể luôn, đó là trước khi quý vị cưới vợ quý vị hoặc là trước khi quý vị cưới chồng quý vị đã từng hứa với cái người yêu cũ của mình, và sau đó vì một lý do đó quý vị bỏ cái người đó, rồi quý vị đi cưới cái người chồng hiện tại, người vợ hiện tại quý vị. Và cái người bị bỏ đó, người ta đau lòng và người ta đi ếm bùa quý vị, người ta tức quý vị và người ta rủa xả quý vị. Và trong thuộc linh thì ma quỷ nó hợp pháp ảnh hưởng trên hôn nhân hiện tại quý vị. Bây giờ quý vị nếu muốn được giải phóng, được giải cứu, quý vị cần phải ăn năn xưng tội với Chúa. Lạy Chúa, ngày xưa con đã cao hứng, con đã hứa với cái con nhỏ Nguyễn Thị A kia, còn hứa với cái ông Trần Thị C kia, Trần Văn C kia. Mà mình phải xưng ra từng người một. Và khi tôi nói như vậy, 5-7 người cùng nhau đứng dậy và lần lượt bước vào ở trong phòng riêng để cầu nguyện xưng tội với Chúa. Sau khi xưng tội với Chúa xong, họ ra đứng trước mặt tôi và nhờ tôi cầu nguyện giải cứu. Tôi chưa kịp đặt tay cầu nguyện gì hết, tôi mới cầu nguyện tiếng lạ thôi là họ đã ngã gật ở dưới quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và Chúa đổ xuống và Ngài giải phóng họ ra khỏi tất cả những cái quyền lực cầm buộc ở trên đời sống của họ. Quý vị thấy không, quyền lực của ma quỷ nó là có thật. Nếu chúng ta không được giải cứu, chúng ta không giải quyết điều đó, thì ma quỷ nó sẽ cứ hợp pháp ở trong gia đình của chúng ta, ở trong hôn nhân của chúng ta. Nó lâu lâu thì nó chọt ông chồng, lúc ông chồng vui thì nó chọt bà vợ, rồi bà vợ vui cái nó chọt đứa con. Cái nhà nó cứ lộn xộn đủ thứ việc hết quý vị. Và đây là một trong những điều mà Chúa bày tỏ với tôi trong những ngày vừa qua, để chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc, để chúng ta có cuộc sống ấm êm và viên mãn ở trong ơn của Chúa, thì chúng ta cần phải cắt đứt tất cả những loại bùa chú tà thuật. Mà nhất là những cái gì mà trước đây trong quá khứ khi chúng ta chưa biết Chúa đó, mà chúng ta có hứa này hứa kia với người khác. Thì quý vị ơi, hãy mau mau để ăn năn trước mặt Chúa và cắt đứt tất cả những lời rủa xả mà người ta đã từng áp đặt ở trên hôn nhân của chúng ta. Có một loại bùa mà trong thực tế đó quý vị, người ta ếm để hại cái người mà bỏ mình đó quý vị. Người ta chỉ cần có họ tên của mình hoặc là có hình ảnh của mình thôi, gửi cho ông thầy cúng hoặc là ông thầy phù thủy đó, và thế là ông thầy cúng, ông thầy phù thủy đó đem cái hình của mình cùng với họ tên của mình nó để ngay cái bàn thờ đó. Ông này ông bắt đầu vẽ bùa ha, ông tụng, ông gõ, ông ếm xiu xiu vậy đó. Thế là cái người bên kia là bị đau đầu, nhức đầu, mệt mỏi. Tôi lồng tiếng cho thêm bởi vì có trong thuộc linh thì nó không có âm thanh như vậy, nhưng mà quý vị phải hiểu được là cái nguyên tắc hoạt động như vậy đó. Rồi chúng ta có thể thấy được có những cái hình nhân thế mạng khi mà những người thầy bùa họ giả sử họ ghét một cái ông nào đó ngoài kia, thì họ sẽ lấy một cái hình nhân người nam để mà đọc cái tên của cái ông đó, tuổi bao nhiêu, nhà ở đâu, địa chỉ, rồi thông tin cá nhân của người đó xong, và bắt đầu kêu tà thần ác linh rồi âm binh gì đó là tấn công cái người đó, và lấy kim để chích vào trong cái người đó, chích đến đâu thì đau nhất tới đó. Và đây là những cái điều mà thế giới tà thuật ngày hôm nay họ đang làm rất là khủng khiếp quý mài cha. Thậm chí nếu chúng ta tra Google, chúng ta vẫn sẽ thấy được có những nơi, có những địa chỉ rõ ràng ghi địa chỉ luôn, ghi số điện thoại của ông thầy nào đó mà quý vị muốn ếm bùa ai đó đó, cứ liên hệ trong thầy đó, có số điện thoại luôn, công khai luôn quý mài cha. Và đây là một thực tế mà con cái Chúa có thể chúng ta nhiều nơi chúng ta chưa biết. Chúng ta nghĩ rằng là ô mình có Chúa rồi, ôi mấy cái chuyện này nhầm nhò gì, đúng rồi,
Nếu quý vị sống công chính ngay thẳng, quý vị không có tì vết gì ở trong thế gian này, quý vị luôn giữ lời hứa của mình, quý vị sống ngay thẳng công chính, không có đụng chạm ai, thì quý vị có thể không bị. Nhưng mà cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, đúng không ạ? Xác thịt của mình nó nhiều lắm. Mỗi người chúng ta ai cũng có cái xác thịt này, với khoảng 50kg hoặc là 60kg xác thịt, đúng không? Chúng ta vẫn còn sân si, với chúng ta vẫn còn hỉ nộ ái ố. Rất là dễ quý mài cho em, rất là dễ có những kẻ hở mà ma quỷ nhân đó nó sẽ tấn công chúng ta. Khi mà nói về cái bùa chú tà thuật này, tôi cũng nói với một cái người con cái chúa ở trên bùa thuật, nói ồ, nếu mà nó khủng khiếp như vậy chắc có lẽ thầy cũng không dám gọi là ăn uống gì nhiều ở trên khu vực này đâu, đúng không em? Tại vì nếu mà giả sử mà người ta bỏ bùa thầy đó mà thầy không biết, thầy ăn vô dính bùa mình sao? Các em đã nói với tôi rằng là đúng rồi mục sư. Khi mục sư mà đến nhà của một người dân tộc tụi em, một người dân tộc nào đó, thì mục sư đừng bao giờ đến đó nếu mục sư chưa biết người đó là ai. Nếu người ta cho mình ăn hoặc uống cái gì đó, mục sư đừng có ăn. Nhưng mà nếu người đó là con cái Chúa, người đó đã tin Chúa rồi đó, thì mục sư có thể tin tưởng và ăn. Và trước khi ăn, hãy cầu nguyện, vôi hóa tất cả những cái quyền lực ma quỷ nếu có ở trong thức ăn đó. Đó là một cái lời dặn của một người đồng bào đã rất yêu thương tôi và đã căn dặn với tôi như vậy. Tại vì mục sư đẹp trai như tôi như thế này mà nếu mà đi mà lớ ngớ vào trong nhà ai đó mà cái cô nào đó thích tôi, bỏ bùa yêu tôi, cái là tôi quên mất vợ con là mệt lắm. Cho nên là rất là cẩn thận quý mài cho em. Hả? Anh thấy tôi mà còn mê đó. Có một thực tế luôn quý vị, đó là có chuyện bỏ bùa. Cái người phụ nữ đó là một giáo viên dạy thiếu nhi ở trong hội thánh, một giáo viên dạy thiếu nhi trong hội thánh lớn nha quý vị nghe. Nhưng mà thích anh chàng kia cũng trong hội thánh, nhưng mà bởi vì cô này lớn tuổi hơn, không thích cái cô này, và thế là cô này bỏ bùa, khiến cho cái anh này mê, mê như điếu đổ luôn, và thế là cưới nhau. Sống với nhau cũng có con có cái. Nhưng mà sau này cái chuyện mà ếm bùa, bỏ bùa đó, nó lộ ra. Thưa quý mài chị em, cái điều này là có thật, có thật. Có thể đối với người kinh của mình á, cái chuyện mà vợ chồng mà cự cãi nhau rồi đánh nhau á, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với người đồng bào trên miền núi đó quý vị, họ cãi nhau, họ không bao giờ đánh nhau đâu. Không bao giờ đánh nhau hết đó, không đánh nhau giống như người kinh. Nhưng mà họ biết làm gì không quý vị? Họ đi ếm bùa. À ông ngon ha, ông chửi tôi ha, rồi ok được, ngày mai có chuyện. Người kinh mình á, khi mà đánh nhau á, mình nghĩ ngay đến axit đúng không? Đánh ghen á là mình nghĩ ngay đến axit. Thì đối với người đồng bào cũng vậy, người ta khi mà đánh ghen hoặc là có gì đó muốn giải quyết á thì nghĩ đến bùa. Nhưng mà bùa nó có nhiều cấp độ đó quý vị, không phải bùa nào cũng chết hết. Thí dụ cấp độ nhẹ đó thì ếm cho nó cứ đau đầu rồi nó nhức nhức mỏi mỏi gì đó. Loại nặng á là ếm cho chết hoặc là ung thư luôn, hoặc là cho ma lai ăn xác luôn. Đây là điều có thật quý vị. Tôi chia sẻ điều này để không phải quý vị cảm thấy lo lắng hoặc là mình tôn cao quyền lực của ma quỷ, nhưng mà chúng ta cần phải biết được cái mưu kế của ma quỷ nó hoạt động như thế nào, để chúng ta có thể nhìn biết được cái thế giới tối tăm nó hoạt động làm sao. Và khi mà tôi tra cứu về những cái thông tin về bùa chú ở trên mạng quý vị, tôi thật sự cũng rất là rùng mình, bởi vì nó là một cái thế giới thật sự tối tăm. Nhưng mà ngày nay nhiều con cái chúa không biết, hoặc là họ có biết thì họ cũng nghĩ rằng là cái điều này ông bà cha mẹ tổ phụ tôi cả ngàn đời trước họ đã từng làm rồi, bây giờ tôi làm chắc cũng chẳng có sao, hoặc là đó là cái chuyện bình thường, giống như Tết phải có bánh chưng bánh dày, thì cái chuyện mà mình đánh ghen hoặc là mình xử lý nhau thì sử dụng bùa đó là chuyện bình thường. Có nhiều nơi họ suy nghĩ đến cái chuyện bùa chú giống như là cái chuyện mà Chúa ngài phạt cái người kia bởi vì cái người kia sai với mình, cho nên là
Chúa cho phép mình để sử dụng bùa để mà ếm lẫn nhau. Đó là cái sự thật như vậy. Nhưng mà thưa quý mài chị em, hãy đọc kỹ Kinh Thánh. Chúa nói rằng là ai mà sử dụng đến bùa chú, người đó đang phạm tội tà thuật trước mặt Chúa. Và Chúa nói rằng là ai mà phạm tội tà thuật thì phải ném đá cho nó chết. Trong thời của ước, chưa có danh của Chúa Jesus Christ, chưa có quyền năng giải cứu trong danh của Chúa Jesus Christ, thì những ai phạm tà thuật thì linh tà thuật và linh phù thủy nó đi vào trong người đó. Và người đó chỉ có chết mà thôi. Tại vì sao? Tại vì khi ma quỷ đi vào trong một người thì không có cái gì giải cứu nó ra được hết á. Thì người đó chỉ có chết để cho cái tà linh trong người đó không thể nào đi qua người khác để mà ảnh hưởng cho người khác. Ở trong cựu ước chỉ có duy nhất một trường hợp là Đức Chúa Trời ngày giải cứu đuổi quỷ qua tiếng đàn của David. Đúng không ạ? À? Khi David ông khải đàn thì ác thần lìa khỏi Saul. Còn nếu mà không có tiếng đàn của David thì ác thần cứ mãi trên Saul như vậy. Cho nên trong cựu ước Chúa ngài cho phép giết cái người mà làm tà thuật hoặc là phù thủy bói khoan. Bởi vì sao? Không có cái giải pháp nào hết. Linh tà thuật đến cho người đó là coi như là bỏ tay, là phải giết thôi. Nhưng mà trong thời tân ước thì Chúa ngài cho chúng ta có danh của ngài. Chúa ban chúng ta có một cái danh xưng, danh trên hết mọi danh, đó là danh Chúa Jesus Christ. Để qua danh Chúa Jesus Christ chúng ta được giải cứu, được giải thoát. Chúng ta có thể giải cứu chính mình và có thể giải cứu được cho những người xung quanh của chúng ta. Ở trong Luca đoạn số 10 câu 19 chép rằng là: Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu đã ban chúng ta cái uy quyền ở trong danh của Ngài để chúng ta có thể dùng danh của Chúa để quỷ phá những cái công việc của ma quỷ và không gì có thể làm hại chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có sai, chúng ta có kẻ hở, chúng ta phải mau chóng ăn năn quỳ gối trước mặt Chúa để Chúa có thể phục hồi uy quyền cho đời sống của chúng ta. Giả sử bây giờ tôi đi đổ xăng, tôi đưa cho người ta 200 ngàn, người ta thối lại cho tôi đúng như vậy. Nhưng mà tôi nói rằng là không, nãy tôi mới đưa cho anh 500 ngàn, anh phải thối lại cho tôi nhiều hơn à. Thế là cái người đổ xăng nói với tôi: không, anh cài chớn rồi nha, anh mới đưa tôi 200 ngàn, bây giờ tôi thối lại cho anh 20 ngàn mà anh còn đòi thêm là sao? Thế là tôi cứ nhất quyết rằng là tôi đưa 500 ngàn. Thì trước mặt Chúa tôi sai đúng không quý mài trang? Ma quỷ biết không? Biết đúng không ạ? À? Rồi thế là cái người bán xăng đó ếm chú tôi được không? Được chứ. Tôi sai mà. Chúa không thể nào binh vực cho cái người sai được quý mài chị em. Khi dân Israel họ ở trong đồng vắng và họ chuẩn bị bước vào trong xứ hứa thì có một ông vua tên là Ba-lát đã muốn ếm bùa cho dân Israel, ếm chú dân Israel. Và thế là ông vua này mướn một tiên tri tên là Ba-la-am đến để rủa dân Israel của Chúa. Wow. Ông vua này có thể bỏ ra hàng tỷ đồng để mà thuê ông tiên tri Ba-la-am đến để rủa xả bùa ếm cho dân Israel của Chúa. Nhưng mà trong dân số ký đoạn số 23 đó cho chúng ta thấy được là khi Ba-la-am đi đến đó và Ba-la-am chuẩn bị rủa xả, ếm bùa, thậm chí lập bàn thờ ra để mà kêu gọi âm binh tà linh đến, thì Đức Chúa Trời không cho phép. Thay vì ông rủa xả, ông ếm chú thì bây giờ ông mở miệng ra ông nói lời chúc phước cho dân của Chúa. Quý vị thấy lạ không à? Tại vì dân của Chúa không có gì sai hết. Họ đang bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa và họ đang chuẩn bị bước vào trong xứ hứa. Và bởi vì có cái sự công chính của Chúa, của họ, cho nên là không có phù chú ở trong nơi Gia Cớp và cũng chẳng có bối khoa trong Israel. Dân số ký đoạn 23 câu số 23, lời của Chúa qua miệng của Ba-la-am nói rằng là không có phù chú nơi Gia Cớp, cũng chẳng có bối khoa trong Israel. Tức là trong thuộc linh đó quý vị, thì tà linh ma quỷ nó nói qua, nó nói qua cái câu nói này của Ba-la-am rằng là bùa chú không có ảnh hưởng trên dân của Chúa được. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho chúng ta là dân của Chúa ngày hôm nay chúng ta cũng không bị phù chú, không có bị ếm chú, không có bị ảnh hưởng dưới những cái bùa chú tà thuật của Satan. Amen không quý mài chị em. Lát nữa đây chúng ta sẽ nói về việc làm thế nào để hóa giải những bùa chú. Giả sử nếu người ta ghét chúng ta, người ta ếm ở trong cái cây xăng hoặc là ở trong cái tiệm ăn của chúng ta hoặc là trong nơi làm việc của chúng ta, mà chúng ta biết rõ họ ếm, thì chúng ta phải làm sao? À, hấp dẫn lắm quý vị, chủ đề hấp dẫn lắm ạ. À. Tôi tra kiếm ở trên Google, trên YouTube thì thấy toàn là mấy ông sư rồi mấy ông gì ông Phật... mấy ông gì Phật tử, ông giải thích theo kiểu của bên đó đó,
là hóa giải bùa chú, là phải tụng bao nhiêu kinh, rồi làm biết bao nhiêu cái gì đó. Nhưng mà tôi chưa thấy có mục sư nào giảng về đề tài này. Nhưng mà muốn quỷ phá không phải là dễ quý vị. Có những cái cầu nguyện quỷ phá đơn giản lắm, nhưng mà cũng có những cái mà chúng ta phải biết được nó là loại gì, hoặc là cái nguyên nhân gì khiến cho chúng ta cầu nguyện quỷ phá nó mà vẫn không được. Tại vì bùa, khi chúng ta nói về bùa, nó có nhiều cấp độ đó quý vị, chứ không phải là đơn giản giống như là chỉ cấp 1, cấp 2 rồi thôi đâu. Nhưng mà nó có cấp tướng, cấp tá nữa. Dạ đúng rồi, bùa lớn, bùa nhỏ. Rồi trong giới tà thuật bùa chú nó còn có cái gọi là cao tay ấn hơn, ông thầy cao tay ấn hơn nữa. Có con quỷ lớn mà cũng có con quỷ nhỏ. Ở trong Galati đoạn 3 câu 13 chép rằng là Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Lời của Chúa nói rằng là Chúa Giêsu Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi những sự rủa xả của luật pháp. Khi mà chúng ta dùng cái từ rủa xả thì chúng ta hiểu rằng đó cũng bao gồm luôn cả những bùa chú. Những ai đang rủa xả chúng ta đã nghịch lại với chúng ta, từ hôn nhân cho đến sức khỏe, tài chánh, công an việc làm, gia đình của chúng ta, thì những điều đó đã được Chúa Giêsu Ngài mang lấy thay chúng ta rồi ở trên thập giá. Rồi cái việc mà ếm bùa hoặc là bùa yêu đó quý vị, thì tại sao điều này con cái Chúa lại bị dính? Cũng cùng một cái nguyên tắc của bùa chú, đó là chỉ cần cái người kia vi phạm cái gì đó thôi thì cái người bị bỏ bùa sẽ bị mắc mưu ngay. Chẳng hạn như bây giờ cô gái đó bỏ bùa cho anh chàng này, nếu anh chàng đó là một người sống theo xác thịt, thấy cô gái đó ngực tấn công mong phòng thủ ha, bắt đầu mắt sáng lên, cứ mắt lúc nào cũng dồn chầm chầm vào trong cơ thể của cô gái ấy, là anh chàng đó đang phạm tội, đúng không? Tà dâm ở trong tư tưởng của mình. Ma quỷ nó nhìn thấy con mắt của người đó đang nhìn thẳng vào đâu, cục quay đó. Cho nên là khi mà phạm tội thì ma quỷ ngay lập tức nó hợp pháp ngay. Nhưng mà nếu một anh chàng tin kính Chúa, ngay thẳng và trong sạch trong đường lối của mình, thấy cô nàng đó ăn mặc ẻo lả, bắt đầu khiêu gợi mình, mà anh chàng đó quay chỗ khác hoặc là đi chỗ khác, hoặc là nói rằng là thôi anh không dám, thì anh chàng đó sẽ không bị bỏ bùa. Bùa nó ngày hôm nay nó nhiều dạng lắm quý vị. Nó khủng khiếp hơn ở chỗ đó là bây giờ giả sử cái anh chàng đó thích cái cô nàng đó ở nhà bên cạnh, bây giờ anh chàng đó chỉ cần đến nhà, đứng ngay trước cửa nhà thôi, làm bùa, đọc tên cái cô đó, rồi kêu gọi âm binh để mà ếm, làm thôi miên cái cô này, thì ngay lập tức cô gái ấy sẽ đi theo anh này ngay. Trong vòng 1-2 ngày thôi là cô ấy, gái ấy sẽ ăn ở với anh chàng đó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Hoặc là ngược lại, cái cô gái nào đó có thể ếm một cái anh chàng nào đó mà mình thích theo cách như vậy. Chỉ cần cái người đó đến tại nhà của mình, hoặc là mình đến nhà người ta, chỉ cần đọc thần chú thì quỷ nó sẽ theo và nó sẽ hợp pháp. Trong trường hợp đó là họ thích hoặc là họ có những sự va chạm trong xác thịt, thì ma quỷ nó sẽ ảnh hưởng trên người ta. Cho nên là con cái Chúa chúng ta phải rất là cẩn thận trong đời sống đức tin của chúng ta, nhất là cái phẩm hành của chúng ta quý vị. Những thanh niên trẻ nào chúng ta chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có chồng, chúng ta cần phải cẩn thận ở trong ánh mắt, trong lời nói, việc làm của chúng ta. Nếu có người yêu trong Chúa rồi thì cảm ơn Chúa, chúng ta có người Chúa chọn cho mình ở trong cùng một đức tin. Nhưng nếu chúng ta là người chưa có người yêu, rồi chúng ta bây giờ chúng ta đang chuẩn bị chúng ta lập gia đình với một con cái Chúa nào đó trong hội thánh, nhưng mà con cái ma quỷ nó nhìn thấy và nó bỏ bùa chúng ta, mà nếu chúng ta không biết cách để chúng ta phòng tránh hoặc là chúng ta tự giải thoát chính mình, thì chúng ta sẽ mất đi cái thiên mệnh mà Chúa đặt để cho đời sống của mình. Cho nên chủ đề này rất là quan trọng để chúng ta có thể tự giải thoát chính mình. Giả sử nếu chúng ta bị ếm bùa thì chúng ta phải làm như thế nào? Đây là những cách tự giải thoát cho chính mình để chúng ta được ra khỏi những cái sự ếm chú, bùa chú của ma quỷ. Thứ nhất, dạ đúng rồi, đây là những cái triệu chứng để chúng ta biết được cái người nào bị ếm bùa hay là không bị ếm bùa. Thứ nhất đó là người bị ếm bùa, họ sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được.
mắt thì lúc nào cũng thất thần và không thể ngủ được, không thể ngủ được. Dù là mình uống thuốc hoặc là mình có làm cách gì chứ nữa thì cũng không thể ngủ được. Đây là triệu chứng của người bị âm bùa. Mắt lúc nào cũng mở thao láo ra đến 6-7 giờ tối. Thay vì lúc đó là tối rồi thì mình phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà đến tối người này lại không thể ngủ được. Thức cho đến 4-5 giờ sáng luôn thì mới có thể ngủ được. Và nó tình trạng này kéo dài cả nhiều năm, nhiều tháng. Rồi thứ hai, người bị âm bùa họ sẽ bị ngăn trở trong thuộc linh để có thể thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa. Tức là trong thuộc linh của họ luôn luôn bị ngăn trở. Có một cái tiếng nói trong lòng của họ rằng là đừng có theo Chúa, đừng có tận hiến cho Chúa. Và khi mà người bị ấm bùa ở trong hội thánh của Chúa cùng thờ phượng Chúa với mọi người thì người đó không thể nghe được và hiểu được lời của Chúa rõ ràng. Tâm hồn người đó ở đâu, trên mây hoặc là ở ngoài kia chứ không có ở trong đây. Và ma quỷ nó cứ che mắt người đó và người đó không thể đọc kinh thánh, không thể có thể gọi là suy gẫm lời của Chúa một cách thấu đáo giống như là những con cái Chúa tự do khác. À, đó là cái sự ảnh hưởng trong thuộc linh. Và người đó cứ mài mòn ghế nhà thờ và không thể nào có thể tăng trưởng trong đức tin và đời sống tâm linh, không có thể gần gũi được với Chúa. Thứ ba, đó là người bị ấm bùa họ rất ghét danh của Chúa và rất kỵ khi nhắc đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Giống như khi con cái Chúa chúng ta rất là kỵ khi mà nhắc đến quyền lực bùa chú, đúng không? Thì cái người mà bị bùa đó quý vị, họ rất là kỵ nhắc đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Không phải là họ kỵ đâu, họ ghét đâu, nhưng mà là cái con quỷ nó đang trói buộc người đó đó quý vị. Nó ghét và nó không muốn người đó phải nhắc đến Đức Thánh Linh. Và có một thực tế mà tôi nhìn và quan sát, thấy có những hội thánh mà họ không chấp nhận rằng là Đức Chúa Trời ngày hôm nay là đấng quyền năng, là đấng chữa lành, là đấng giải cứu. Thì trong những hội thánh đó, ngày hôm nay có rất là nhiều người, có rất là nhiều người họ đang bị ếm bùa hoặc là họ thậm chí là sử dụng tà thuật nữa. Mà không ai biết, không ai thấy hết quý vị. Ở đây tôi nói điều này không phải là để gây hấn hoặc là để chỉ trích một hội thánh nào hết. Nhưng mà tôi đã gặp một mục sư là người đồng bào. Và ông này trước đây từng là một người giữ chức vụ rất là cao ở trong hội thánh Si Mê truyền thống ở trên khu vực Buôn Ma Thuột. Và ông mục sư này nói với tôi rằng: mục sư ơi, hội thánh truyền thống họ không tin ngày hôm nay còn có quyền năng của Đức Chúa Trời giống như thời của Chúa Giêsu và của các sứ đồ nữa. Hội thánh truyền thống ngày hôm nay họ không còn tin vào trong phép lạ chữa lành giải cứu đủ quỷ như trước đây nữa. Họ không tin vào trong những cái dấu lạ, rồi những cái chiêm bao khải tượng và tiên tri. Họ không còn tin vào những cái đó nữa. Và người đó nói rằng là: mục sư biết không, trong hội thánh truyền thống có những người họ là ma lai. Ma lai tức là gì? Khi quý vị lên miền cao, quý vị khi nhắc đến ma lai, quý vị sẽ hiểu được nó như thế nào. Là người thuộc về tà thuật, luyện tà thuật. Chủ nhật thì đi thờ phượng Chúa, nhưng mà ngày thứ hai bắt đầu đi luyện cái gì đó. Thậm chí tôi xin giấu tên, có một người hầu vị Chúa luôn quý vị, trong một thánh lớn, mà dân làng không tin Chúa đó, người ta nói rằng là: ô, cái mục sư đó ông là ma lai. Chúng tôi nhìn thấy ông đó, ông cưỡi hổ, ông cưỡi hổ ở trong thuộc linh đó, ông cưỡi hổ để mà đi khắp nơi. Cái người mà không tin Chúa đó quý vị, người ta nhìn thấy cái người đó là cái người ma lai. Mà để ở cái mức độ là cưỡi hổ đó quý vị, tức là dạng tướng đó, thì cái người đó phải cúng cho cái quyền lực ma lai đó là bao nhiêu người thân ở trong gia đình thì mới được các cấp độ như vậy. Ở trong cái giới mà tà thuật đó quý vị, để lên cấp độ cao hơn thì người ta phải dâng hoặc là cúng người thân trong nhà, hoặc là ếm cái người nào đó mà thành công á, bao nhiêu mạng người đó thì mới được nâng cấp. Tôi nghe nó wow, thật là rợn người. Tại sao mà lại có cái chuyện này? À, thì ra bây giờ tôi mới hiểu được là
cái mưu kế của ma quỷ đó là nó không muốn cho quyền năng của Chúa được ở trong hội thánh của Chúa. Là bởi vì nếu quyền năng của Chúa mà ao vào trong hội thánh của Chúa đó, thì quỷ nó sẽ không còn cái chỗ nào ẩn nấp nữa. Quỷ nó sẽ đuổi hết quý ma cho em. Cho nên lý do tại sao mà ngày hôm nay hội thánh của Chúa đóng cửa với Chúa Giêsu, không cho quyền năng của Chúa hành động tự do, là bởi vì có những người họ giấu giếm tà thuật ở trong đó. Không phải, dĩ nhiên là không phải là hội thánh nào cũng có cái điều này. Có những hội thánh họ đóng cửa là bởi vì có cái quan điểm khác của họ, dẫu rằng hội thánh đó không có người làm tà thuật. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng là nơi nào có tà thuật, nơi đó người ta đóng cửa với quyền năng của Chúa. Cho nên để chúng ta có một hội thánh đầy sức sống và quyền năng của Chúa, chúng ta cần phải welcome, mở cửa cho Chúa Giêsu bước vào. Amen. Ở trong bảy hội thánh của tiểu Asi, khi mà Chúa Giêsu ngài bày tỏ với sứ đồ dân ở tại đảo Patmo đó, thì có một hội thánh đã đóng cửa với Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu ở ngoài, đến nỗi mà Chúa Giêsu ngài đứng ngoài cửa ngài gõ, đúng không? Thì thánh nói rằng là này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Ở trong Khải Huyền đoạn số 3 câu số 20. Như vậy thì có một thánh họ đã tống Chúa Giêsu ra ngoài, đúng không? Thờ phượng Chúa bên trong nhưng mà để Chúa ngồi bên ngoài, quý vị. Cái câu thánh này thường hay được trích dẫn để mà nói về cái sự kêu gọi những người chưa tin Chúa đến ăn năn. Nhưng mà thật ra cái câu thánh này không phải được viết ra trong bối cảnh dành cho người chưa tin Chúa, nhưng mà là dành cho người đã tin Chúa rồi. Xin Chúa thương xót các hội thánh, những hội thánh nào chúng ta đóng cửa với quyền năng ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa ngài mở cửa để cho chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, hallelujah, ngợi khen ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn thứ 59 câu 29 chép rằng là: xin hãy giải cứu tôi khỏi những kẻ làm ác, mà cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết. David ông đã cầu nguyện xin Chúa giải cứu ông khỏi những kẻ làm ác và cứu ông khỏi những người làm đổ huyết, tức là hình bóng về những cái bùa chú tà thuật mà có thể những người ghét ông đã ếm ông hoặc là tấn công ông qua những bùa chú đó. Có một lời hứa rất là vĩ đại nói về sự gìn giữ bảo vệ của Chúa và con dân của Chúa khỏi tất cả những bùa chú tà thuật, đó là ở trong Ê-sai đoạn số 54. Ê-sai đoạn 54 câu số 17: phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thành lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lửa dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tới Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Ở đây lời của Chúa nói rằng là phàm binh khí nào chế ra nghịch cùng với ngươi cũng sẽ chẳng được thành lợi. Bùa chú cũng là một dạng vũ khí thuộc linh mà ma quỷ nó chế ra qua bàn tay của con người, mà ma quỷ nó tạo ra những cái vật dụng giết người như vậy. Nó ếm chú, nó tấn công con cái Chúa, gia đình con cái Chúa, hôn nhân, sức khỏe, công việc ăn, việc làm của chúng ta. Thậm chí tấn công luôn cả những mục sư nữa quý mài cho em. Khi mà tôi đọc cái cuốn sách mà do mục sư Carlos Anacondia, ông là một mục sư đầy ơn của Chúa ở tại Argentina. Và ông được Chúa ngài dấy lên để mà cầu nguyện giải cứu chữa lành cho rất là nhiều người ở tại đất nước của ông. Thì có những cái thế lực của ma quỷ nó đã tập trung những người phù thủy lại với nhau, và nó cùng nhau để mà bàn luận, để cùng nhau ếm cho cái ông mục sư đã chết. Và thế là trong thuộc linh của ông, Chúa bày tỏ cho ông biết rằng là thế giới tà thuật đang tìm cách để mà ếm tên của ông, giết ông qua bùa chú. Thì ông đã cầu nguyện và Chúa bảo vệ ông, gìn giữ ông, và ông vẫn còn sống tiếp tục khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. Quý mài cha em ơi, có những khi mà hội thánh của Chúa được ơn, hoặc là một tôi tới Chúa nào đó được dấy lên ở trong sức dầu của Chúa để đem đến quyền năng giải cứu chữa lành cho nhiều người, thì thế giới tà thuật nó cũng rất là ghét những người đó, và nó tìm cách để ếm chú và hãm hại. Nhưng cảm ơn Chúa, lời của Chúa hứa rằng là phàm binh khí chế ra nghịch cùng với ngươi sẽ chẳng thành lợi. Bùa chú gì nghịch Đức Chúa Trời của chúng ta lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này. Tại vì khi mà tôi được Chúa ngài cho phép đi đây đó đó quý vị, thì tôi nhìn thấy được cái thế giới tà thuật nó hoạt động khủng khiếp lắm. Không giống như là trước đây mình cứ suy nghĩ bình thường, mà thật sự là trước đây là mình rất là bình thường, ok. Nhưng mà khi đến những cái vùng đất mà bùa chú tà thuật đó quý vị,
Tại sao mà người ta nói rằng là rừng thi nước độc? Là bởi vì có người dân ở tại đó, tổ phụ họ trước đây đã từng ếm bùa, sử dụng bùa rất là nhiều. Và theo thông tin tôi được biết á, là nếu mà tổ chức những buổi cầu nguyện để giải cứu những người dân mà ở miền cao để ra khỏi bùa chú tà thuật, quý vị, con số có thể tới hàng triệu người. Con số tới hàng triệu người, quý vị. Làm sao mà mình có thể cầu nguyện được nổi hết được, quý vị? Bây giờ chắc có thể là phải kêu mục sư Trương Quý để hỗ trợ. Mà cao lắm là chỉ vài ngàn người thôi là mình maximum rồi, quý vị. Mà số lượng hàng triệu người như vậy đó, quý vị. Rồi chưa kể người dân ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở cái vùng Tây Ninh này cũng có những tà thuật bùa chú, đúng không? Bùa thì có thể là bùa lỗ ban nè, bùa năm ông nè, bùa đủ thứ bùa hết, quý mài chem. Không biết bên cao đài mình có bùa không chú Út ơi? Bên cao đài có sử dụng bùa không ạ? À? Cao đài có bùa phải không? Dạ. Dạ. Cao đài thì có cầu cơ. Dạ. Dạ, thầy pháp. Dạ, cảm ơn Chúa. Khi mà một người muốn làm bùa đến thầy pháp để mà làm bùa đó, quý vị, họ phải tốn tiền, đúng không? Đâu ai làm bùa mà miễn phí đâu. Nhưng mà khi một người, dạ sao cô? Sao cô? Đúng rồi, đâu có phải miễn phí, đúng không cô ha? Dạ, vậy đó chứ, mà đến mục sư, nhờ mục sư cầu nguyện chúc phước cho là được phước thật sự luôn, đúng không? Được ơn của Chúa luôn đó. Nhưng mà không tốn tiền. Miễn phí, đúng không ạ? Dạ. Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Chứ nếu mà lấy tiền á là chắc nhiều lắm mà. Nhưng mà nếu mà nhiều được như vậy thì thiên đàng sẽ không ban thưởng nữa. Cảm ơn Chúa, bởi vì lời của Chúa cho chúng ta thấy được rằng là quyền năng của Đức Chúa Trời lớn hơn những quyền lực của ma quỷ. Và khi chúng ta đối diện với những cái thế lực tối tăm gian ác của Satan thì chúng ta phải biết mình làm gì. Phải biết mình làm gì, quý mài chàng. Trước hết chúng ta cần phải dâng chính mình cho Đức Chúa Trời và mặc lấy tất cả mọi khí giới thuộc linh ở trong tâm linh của chúng ta. Những khí giới thuộc linh đó được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6. Chúng ta sẽ thấy được có những khí giới như thế này. Tại vì trước khi chúng ta tấn công ma quỷ và quỷ phá những bùa chú của chúng nó, bản thân chúng ta phải là người đã được thuộc về Chúa và chúng ta có những khí giới thuộc linh sẵn rồi. Ê-phê-sô đoạn 6 câu số 14 cho đến câu số 18. Đây là 7 khí giới thuộc linh mà chúng ta cần phải trang bị cho chính mình. Thứ nhất đó là lẽ thật làm dây nịt lưng. Thứ hai đó là áo giáp của sự công chính. Thứ ba đó là tin lành bình an mà làm dép. Thứ tư đó là thuận đức tin. Thứ năm đó là mão trù của sự cứu rỗi. Thứ sáu đó là gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Và thứ bảy đó là nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài sinh. Tức là vũ khí của sự cầu nguyện. Cầu nguyện chính là vũ khí. Vậy thì 7 vũ khí này chúng ta phải trang bị cho chính mình để chúng ta có thể cầu nguyện quỷ phá bùa chú. Và mỗi ngày tôi hầu như là đều phải cầu nguyện cái lời cầu nguyện này để trang bị cho chính mình. Dù rằng là tôi không đi giảng, tôi không đi phục vụ thánh nào hết, nhưng bản thân tôi cũng phải mặc lấy tất cả một khí giới thuộc linh này ở tại nhà của tôi. Bởi vì trong thuộc linh nó có nhiều cái sự hoạt động mà mình không biết được, quý mài chèm. Rồi thứ hai, khi chúng ta mặc lấy tất cả mọi khí giới thuộc linh này rồi thì chúng ta bắt đầu trỗi dậy để chúng ta quỷ phá những công việc của Satan. Tôi xin mách nước cho quý vị, những con cái Chúa, chúng ta đang phục vụ Chúa hoặc là chúng ta đang là những người truyền giảng đưa nhiều người trở lại với Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện quỷ phá những quyền lực của ba dạng linh mà tà thuật mà nó ảnh hưởng cho chúng ta. Thứ nhất đó là linh phù thủy, thứ hai đó là linh bói khoa, và thứ ba đó là linh tà thuật. Ba linh này là ba dạng linh mà nó tấn công con cái Chúa nhiều nhất và nó cản trở nhiều người tôi tới Chúa. Tôi xét lại, đó là linh phù thủy, linh tà thuật, linh bói khoa. Ba cái linh này chúng ta cần phải cột trói nó và quỷ phá nó mỗi ngày trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Mày không được phép ảnh hưởng cho đời sống của ta. Mày phải lui ra khỏi gia đình của ta, hôn nhân của ta, chức vụ của ta, công ăn việc làm của ta, sức khỏe, tài chánh của ta trong danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Chúng ta cần phải công bố như vậy quý mai trang. Bởi vì trước đó chúng ta đã mặc lấy khi giới thuộc linh của Chúa rồi. Tức là trong thuộc linh chúng ta là một người có gương, rồi có áo giáp, có mão trụ, có thuẫn rồi. Chúng ta không cần phải lo sợ gì cả. Rồi khi chúng ta công bố, chúng ta nghịch lại với công việc của chúng nó, cắt đứt những cái linh tà thuật đó ở trong thuộc linh, thì bắt đầu chúng ta sẽ mở miệng ra để chúng ta nói lời chúc phước. Bùa chú đó là những cái công cụ của Satan để đem đến sự rủa sả, nhưng mà lời cầu nguyện của chúng ta sẽ mang lại sự phước hạnh của Chúa. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện chúc phước cho bản thân chúng ta. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con là người được phước. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, mọi công ăn việc làm của con sẽ được phước, và mọi việc tay con làm đều sẽ được thành công, được thịnh lợi. Amen. Con sẽ làm ít nhưng mà được hưởng nhiều. Con sẽ được gấp đôi thay vì sự xấu hổ. Con sẽ được Chúa đặt ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi. Ngày Chủ nhật con nghỉ làm, nhưng mà ngày thứ bảy trước đó Chúa đã ban phước cho con gấp đôi rồi. Amen. Hãy nói ra những lời chúc phước quý mài cho em. Hãy chúc phước cho gia đình của chúng ta nữa. Nếu hai vợ chồng đang lộn xộn hụt hặc với nhau vì có cái sự rủa sả nào đó mà ma quỷ đang vào, thì chúng ta hãy nói lời chúc phước cho vợ, cho chồng của mình. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, vợ con sẽ là một người đáng yêu. Vợ con sẽ là một người nữ hiền diệu, hiền lành, ngoan ngoãn, đồ phục Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, yêu thương chồng con của mình. Vợ con sẽ là một người yêu mến Chúa và tìm kiếm Chúa hết lòng. Hãy nói ra những lời tốt lành chúc phước quý mài cho em. Hãy chúc phước cho chồng của mình nữa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng chồng con sẽ là một người nam hiền lành, yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và đầu phục Chúa. Anh ấy cũng sẽ yêu mến vợ con của mình nữa. Anh ấy sẽ là một người hiền lành và lời nói sẽ được đầy dạy ân hậu của Chúa. Anh ấy sẽ yêu mến con và chung thủy với con và không bao giờ đi với người nữ nào khác hết. Hãy nói những lời chúc phước tốt lành, nghịch lại với những cái bùa chú mà nó phân rẽ hai vợ chồng chúng ta với nhau. Cho nên có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là trong gia đình nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà nó không thay đổi quý mài cho em. Hãy nghĩ ngay đến có thể rằng là tà thuật nó ảnh hưởng trên hôn nhân của chúng ta. Hoặc là một cái người yêu cũ của chúng ta đó, họ không muốn chúng ta hạnh phúc với người vợ, người chồng hiện tại của chúng ta. Họ ếm chúng ta. Hãy cầu nguyện cắt đứt tất cả như điều đó. Được không quý mài cho em? Đừng có sợ nó quý mài cho em. Ma quỷ thật ra nó cũng chỉ là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời thôi. Thọ tạo là như thế nào? Thọ tạo là do Chúa tạo ra, đúng không ạ? Nó cũng là một thọ tạo, một thiên sứ của Chúa thôi. Và nó có sức mạnh hơn con người chúng ta, nhưng mà đối với Chúa thì nó chỉ là một cái hạt cát ở trước mặt Chúa thôi. So sánh giữa con người với ma quỷ đó quý vị, thì ma quỷ nó có sự khôn ngoan hơn, có sức mạnh hơn chúng ta rất là nhiều, bởi vì Chúa phó cho nó cái thể trạng thuộc linh. Nó không có xác thịt như chúng ta. Nhưng mà trong thuộc linh đó quý vị, khi nhắc đến danh Chúa Jesus thì ma quỷ dù là lớn hay nhỏ thì đều phải quỳ gối xuống trước danh của Chúa Jesus Christ của chúng ta. Philip đoạn 2 câu 9 cho đến câu 11 chép rằng là hầu cho khi nghe đến danh Đức Chúa Jesus thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thầy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thầy đều xưng nhận Chúa Jesus Christ là Chúa. Cho nên nếu chúng ta nghi có bùa, nghi có êm chú, chúng ta phải nói trong danh Đức Chúa Jesus Christ, loại bùa đó tên gì phải bị quỷ phá đi trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hôn nhân của tôi là hôn nhân được phước, Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho hôn nhân này. Phàm điều gì mà Đức Chúa Trời đã tác hợp thì loài người và thậm chí ma quỷ cũng không được phép phân chi. Được không quý mai chị em? Đừng cho phép bùa chú đã chia ly hôn nhân của chúng ta, nhưng mà hãy công bố lời của Chúa, cắt đứt tất cả những cái quyền lực ảnh hưởng của bùa chú ở trên hôn nhân của chúng ta, trên sức khỏe của chúng ta. Rồi có người hỏi tôi rằng là mục sư ơi, giả sử nếu em trước đây em bị con nhỏ đó đó, bây giờ hiện tại là vợ của em nè, nó ếm chú em, nó khiến cho em trở thành chồng của nó, bây giờ phải làm sao mục sư? Câu hỏi cũng hơi khó trả lời đúng không? Không, bây giờ hai vợ chồng cùng nhau đi thờ vương Chúa, cùng nhau đi nhóm trong cùng hội thánh luôn. Bây giờ ông chồng tá quả ra bà vợ mình ngày xưa là ếm mình. Theo quý vị thì giải thích làm sao? Làm sao để hai vợ chồng họ được sống chung với nhau đây? Ăn năn hả? Ai ăn năn?
Người vợ hay là người chồng ăn năn? Người vợ ăn năn phải không? Bây giờ người vợ đó không chịu ăn năn thì sao? Người vợ đó không thú nhận, nhưng mà người chồng biết rõ ràng đó là cái bùa ếm. Căng ha. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Như vậy thì mình thấy có một điều rằng là ai đụng đến tà thuật, đụng đến bùa chú mà không chịu ăn năn thì người đó sớm muộn gì cũng sẽ phải bỏ mạng. Đúng không ạ? Chúa Giêsu có nói rằng là ai sử dụng gươm thì sẽ chết bởi gươm. Vậy thì cùng một cái câu đó, vế đó, chúng ta có thể nói rằng là ai sử dụng bùa thì sẽ chết bởi bùa. Tại vì bùa nó cũng là cái dạng gươm ở trong thuộc linh. Và nếu mà không ăn năn, không từ bỏ thì chắc chắn cái người mà sử dụng đó sẽ phải chết. Và theo như tôi nghe ngóng ở nhiều nơi đó, thì những cái hôn nhân nào mà bị bỏ bùa, người chồng bỏ bùa vợ hoặc là người vợ bỏ bùa chồng á, thì những hôn nhân đó không được hạnh phúc và không thể dài lâu được. Cho nên chúng ta dĩ nhiên chúng ta không thể phân rẽ được họ, bởi vì trước mặt Chúa họ vẫn là vợ chồng, đúng không ạ? Dù là một ngày ăn ở với nhau thì cũng là tình nghĩa vợ chồng. Gia-cốp ông lỡ ông ngủ chung với là bà Lê-a, cái ông sáng ông thức dậy ông nói: ủa, đâu phải cái bà vợ của tôi muốn cưới đâu. Nhưng mà lỡ cưới rồi, ở chung với nhau rồi thì là vợ, đúng không ạ? Không bỏ được. Nhưng mà chỉ có Chúa là đấng có quyền để phân ly, đúng không ạ? Chúa biết được cái gì đó nó không ngay thẳng, không công chính nữa, chứ mà Chúa nó là dạng bùa hay là tà thuật thì Chúa sẽ có cách để giải quyết. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình để Chúa bảo vệ chúng ta khỏi bùa chú tà thuật. Và đừng bao giờ để cho phép ma quỷ nó có kẽ hở, nó tấn công trên đời sống, tình cảm, hôn nhân, gia đình, sức khỏe, tài chánh của chúng ta. Amen. Và nếu có thì quý vị cũng đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng mất ăn mất ngủ. Chúa của chúng ta rất là quyền năng. Hãy đến với lời của Chúa, hãy kiên ăn cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện nhiều ngày rồi mà không hết, chúng ta hãy tự kiên ăn cầu nguyện, có thể là 3 ngày hoặc là 5 ngày hoặc là một tuần lễ, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện, tự động nó sẽ hết. Nếu kiên ăn một tuần lễ mà vẫn không hết, quý vị hãy đến hội thánh của Chúa, có thể liên hệ với hội thánh ngũ tuần Rema của chúng tôi, hoặc là liên hệ với những hội thánh có cái ơn tứ quyền năng chữa lành, giải cứu đuổi quỷ. Chắc chắn Chúa sẽ giải cứu quý vị ra khỏi những cái bùa ếm đó. Và không có điều gì mà Đức Chúa Trời của chúng ta không làm được. Amen. Tất cả mọi loại bùa trên thế giới này đều có câu trả lời ở trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đừng chạy đến tà thuật thầy bà này này nọ, quý mài cho em. Đôi khi bị mắc bùa rồi xong cái người ta chỉ nhau: ồ, bùa hả? Tới cái ông kia kìa, ông gỡ bùa cho, hoặc là tới chút bùa. Quý mài cho em ơi, đừng có đi. Bởi vì sao? Nó cũng là thuộc ở trong thế giới tà linh của ma quỷ thôi. Chỉ có đến với Chúa Jesus Christ thì mới có thể giải quyết triệt để tận gốc rễ của cái bùa đó mà thôi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Xin mời chúng ta cùng nhìn lên và tôi xin được phép cầu nguyện. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn. Chúng con đã được Chúa Ngài giải thoát chúng con ra khỏi tất cả mọi sự tối tăm, những quyền lực tối tăm của ma quỷ, và Ngài làm cho chúng con được dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài, và trong con đó chúng con có sự cứu chuộc là sự tha thứ tội lỗi. Chúa ơi, chúng con cảm ơn. Đạp rắn vào cạp và mọi quyền của cái nghịch dưới chân không gì làm hại chúng con được. Và lần nữa con nói với quyền lực của Satan, những linh bùa chú tà thuật bói khoa, nó phải lui ra khỏi danh sự của Chúa vào hôm nay, nó phải lui. Đang theo dõi chương trình này từ xa, trong giấc Chúa ngày chạm đến, ngày chữa lành cho tấm lòng họ, giải cứu thân thể họ ra khỏi tất cả những sự trói buộc của ma quỷ, từ trong tâm trí cho đến thân thể của họ được giải phóng ra khỏi tất cả những bùa chú bùa ngải mà người ta đã ếm trên đời sống họ. Chúa ơi, Chúa ngài có sự chữa lành, ở trong danh của ngài có sự giải cứu, ở trong danh của ngài có lối thoát cho chúng con, Chúa ơi, và không điều gì quá khó với Đức Chúa Trời chúng con. Xin Chúa ngài thương xót và ngài giúp đỡ cho quý con cái Chúa chúng con có thể nhận biết được đời sống của chúng con ở trước mặt Ngài như thế nào. Chúa ơi, xin hãy giúp cho chúng con mỗi ngày được sống trong sự công chính, thánh khiết và ngay lành ở trước mặt Chúa, không phạm tội để hầu cho ma quỷ không kiện cáo chúng con hoặc là không tấn công chúng con được. Nhưng mà nếu chúng con đã có những lỗi lầm, những sai phạm ở trong đời sống hàng ngày, để Chúa, xin Chúa tha thứ cho những ánh mắt, cho những lời nói, cho những cư xử và cũng như cho những hành động của chúng con đã không đẹp lòng Chúa. Đó có những cánh cửa mở ra cho ma quỷ bước vào và ảnh hưởng bùa chú cho chúng con. Trong giá huyết của Ngài tẩy sạch chúng con, huyết của Ngài giải cứu chúng con ra khỏi tất cả một sự ám ảnh, những sự trói buộc của ma quỷ. Còn cả
hết mọi danh. Huyết của Ngài là huyết có quyền năng để giải phóng chúng con ra khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ và âm phủ. Cảm ơn Chúa, chúng con là thánh của Chúa, các cửa phủ không thắng được chúng con là thánh của Ngài. Còn công bố bày gãy tất cả những cái quyền lực của ma quỷ, những bùa chú tà thuật, phù thủy bói khoa, những linh tôn giáo, những linh của sự chết, những linh của đồng cốt, thuật sĩ, trong danh của Chúa Giêsu, mày phải lui ra khỏi dân sự của Chúa trong hôm nay. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài bởi vì Ngài đến để cho chúng con được sống hạnh phúc và sống viên mãn ở trong ơn của Chúa. Hôn nhân của chúng con sẽ được phước từ ngày hôm nay. Ma quỷ và những kẻ ếm chú nó phải rời xa khỏi gia đình của chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ. Hỡi Satan, mày phải nghe đây, mày phải rút bàn tay mày ra khỏi gia đình của các con dân Chúa. Mày phải rút bàn tay mày ra khỏi hôn nhân, ra khỏi gia đình của chúng ta trong danh của Chúa Giêsu Christ. Mày không có quyền trên đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng đã tha thứ tội lỗi của chúng ta và Ngài đã xin công chính cho chúng ta. Chúng ta được đứng vững ở trong sự công chính và tránh khỏi tất cả mọi sự hiếp đáp. Thánh lời ngay lúc này trong danh hôn nhân gia đình của chúng ta phải bị quy phá đi lúc này và chúng ta không. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah, xin quyền năng của Chúa ngày tuôn đổ xuống từ trên cao trên tâm lòng của chúng con, trên dân sự của Chúa, trên hôn nhân, trên gia đình, sức khỏe, tài chánh của chúng con. Những điều gì mà ma quỷ nó đã gây xào xáo lộn xộn ở trong gia đình của chúng con trong những ngày vừa qua, lấy Chúa xin hãy sắp đặt lại một cách trật tự ở trong ơn của Ngài. Ở trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Ngài cho vợ chồng con cái chúng con được bình an, hòa thuận với nhau, hiệp một với nhau trong tình yêu thương, trong đức tin, trong sự nhân từ, trong sự hiểu biết của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng con. Chúa ơi, chỉ có Ngài là đấng có thể thay đổi, cứu rỗi và biến đổi gia đình của chúng con mà thôi, Chúa ơi. Còn người chúng con có thể làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả mọi sự. Đây Chúa, ma quỷ nó cướp giết quỷ diệt, nhưng mà Chúa ban sự sống và Ngài cho chúng con được sống dữ dật ở trong danh của Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài phục hồi lại tài chánh cho dân sự của Ngài. Nếu trong những ngày vừa qua chúng con không thể thành công được trong tài chánh của chúng con, nó cướp đi tất cả những cái phước hạnh trong tài chánh của chúng con, thì trong danh của Chúa Giêsu Christ, bùa chú và ma quỷ nó phải lui ra khỏi tài chánh của chúng con giờ phút này, để chúng con được tự do trong tài chánh. Chúng con được phước ở trong tài chánh, trong tiền bạc của chúng con. Chúng con làm đâu sẽ thắng đó. Chúng con làm đâu sẽ được lời đó. Chúng con làm đâu chúng con cũng sẽ thấy được lợi nhuận trên đó. Còn cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa do chúng con. Con xin dâng cho Chúa dân sự của Ngài ở trong bàn tay của Cha. Xin Cha Ngài bồng ẩm chúng con, dìu dắt chúng con cho đến ngày mà Ngài trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thánh kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.